Đề xuất hạn chế nuôi giống chó hung dữ Pitbull, Tosa, người huấn luyện nói gì? Trước đề xuất hạn chế nuôi các giống chó như Pitbull, Tosa, Fila, những người huấn luyện chó chuyên nghiệp đã đưa ra các lý do và quan điểm của mình. Ngoài việc phải đăng ký nuôi với Ủy ban Nhân dân cấp xã, khuyến khích các hộ nuôi gắn microchip, kê khai định kỳ 2 lần một năm, kê khai trong vòng 3 ngày sau khi nuôi, quy định tạm thời về quản lý nuôi chó. Mèo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến xây dựng quy định, dự kiến trình trong quý tháng 4 năm 2024 còn có đề xuất hạn chế nuôi các giống chó to con. Bản tính hung dữ. Đó là các giống Pitbull, Mỹ, chó Perro de Presa Canario, Tây Ban Nha, chó San Diego Argentino, Argentina, chó Tosa, Nhật Bản, và chó Fila Brasili, Brazil. Vì sao nên hạn chế nuôi? Anh Lê Đình Phước, Trung tâm Huấn luyện Nghiệp vụ Chó DL cho biết, những giống chó kể trên thường có thần kinh không ổn định. Người nuôi khó kiểm soát. Chủ phải nhận nuôi từ 2 tháng tuổi mới có thể dễ huấn luyện. Trung tâm Anh cũng chỉ nhận huấn luyện từ 5, 6 tháng tuổi. Còn lớn hơn sẽ từ chối nhận. Những giống chó đó có cân nặng từ 30kg đến hơn 80kg tùy vào chủng, giống. Nhiều dòng chó Pitbull là chó dữ. Nguy hiểm, người nuôi cũng không nên nhốt chúng trong chuồng quá nhiều, càng nhốt càng nguy hiểm. Khi dẫn chúng đi ra ngoài phải luôn rọ mõm. Mang dây kỷ luật thay vì dây bình thường mọi người vẫn dùng. Chuồng nuôi phải được xây dựng chắc chắn để chúng tránh xa những con khác. Anh Phước nói, nếu bản tính hung dữ của chúng trỗi dậy với biểu hiện tấn công người hoặc các loài động vật khác, chủ phải giật mạnh dây kỷ luật, la lên để cho biết sai và dừng lại. Nuôi những giống này mình phải là người điều khiển, không để chúng điều khiển mình, anh Phước bày tỏ. Chó Pitbull lai được người dân nuôi nhưng không rọ mõm khi đưa ra ngoài theo anh. Ở những nơi dân cư đông đúc nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, người dân không nên nuôi những giống chó to con. Bản tính hung dữ. Tôi đồng ý với những đề xuất trên vì người nuôi phải có nhiều kinh nghiệm, không phải ai cũng nuôi được. Người huấn luyện nói, nếu nuôi phải huấn luyện kỹ càng, anh Nguyễn Đình Hùng, Trung tâm Huấn luyện Chó Hùng Cường chia sẻ. Những giống chó trong đề xuất hạn chế nuôi có ngoại hình to vạm vỡ, thuộc dòng chó săn, chó chiến đấu. Khi đến tuổi trưởng thành, từ một năm trở lên, chúng rất hung dữ, thường xuyên cắn các giống chó nhỏ hơn, có con thậm chí không nghe lời chủ, cắn cả chủ. Những giống chó trên thích chất tanh, thích ăn thịt sống. Vì vậy, khi cắn người hoặc các con vật khác sẽ có máu tanh, kích thích tính hung dữ hơn. Chúng rất khỏe. Trung bình mỗi con trưởng thành cân nặng khoảng 40kg trở lên, anh nói. Con chó Pitbull nặng 40kg từng cắn một bà cụ tử vong. Người dân muốn nuôi những dòng chó này phải huấn luyện kỹ càng. Đi ra ngoài chó phải có rọ mõm. Nếu không huấn luyện chuyên nghiệp, những giống chó này có thể gây ra nguy hiểm. Mỗi tháng huấn luyện có giá 3 triệu đồng. Mỗi khóa kéo dài 4 tháng. Người dân nên hạn chế nuôi những giống chó này. Thực tế có nhiều con chúng tôi cũng không huấn luyện được. Hết cách với nó, chỉ còn cách để chúng trong chuồng trong thời gian dài, anh Hùng thông tin. Người chủ phải xây chuồng bằng inox thay chuồng sắt vì dễ bị rỉ. Dễ bị sập, cao từ 1,4, 1,5m và rộng khoảng 1,3m, người nuôi phải cẩn thận khi chăm sóc, trông coi vì đã từng xảy ra trường hợp chó cắn đến tử vong. Người nuôi cũng không thể nhốt chúng trong chuồng mãi vì chúng sẽ yếu chân, bí bách. Khi đưa ra ngoài cần phải theo dõi sát sao, không để chúng gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Biết chúng nguy hiểm nhưng nhiều người vẫn nuôi để giữ nhà, thích ngoại hình vạm vỡ. Tôi ủng hộ việc hạn chế nuôi những giống này, anh Hùng chia sẻ. Một người có kinh nghiệm nhiều năm nuôi chó cảnh chia sẻ. Những giống chó trên có đặc tính chung là mạnh mẽ, đòi hỏi phải có người chủ nhiều kinh nghiệm, bản lĩnh. Chó là loài có tính bầy đàn. Việc nuôi chúng giống hình tam giác, người chủ phải ở phần chóp mới có thể khống chế được. Những con chó mạnh mẽ, có tính hiếu chiến nếu không kiểm soát được sẽ rất nguy hiểm, nuôi với mục đích giải trí, làm thú cưng sẽ không phù hợp. Người này chia sẻ, bên cạnh đó, chúng có nhu cầu vận động rất cao, nếu không đáp ứng được sẽ bị stress. Vì vậy hoàn toàn không nên nuôi những giống chó này ở khu vực nhà phố. Dân cư đông đúc,